Một ngày đẹp trời đấy, chị sẽ đá chim bắn hết một số người. Trời má, trời lái xe cả một ai. Ui sao người ta thấy đấy, anh cảm thấy em. Ủa mà anh đâu rồi? Yên tâm đi, đấu ranh nó dễ lắm. Bây giờ anh vô đây anh luyện cho vài khóa. Đây này, anh có tin người sợ chó rồi nha. Có tin đá lai này. Uh-huh. Có tin đá lai, cái tin nãy. Trời ơi, bà chọn nhân vật gì đây? Ui. Eva. Eva. Eva và Adam. Eva. Ở bên này đây là Eva hả? Ừ, con đó là Eva, con đó là mạnh nhất trong tất cả con á. Không phải, nhân vật được dùng nhiều nhất. Nhân vật được dùng nhiều nhất. Đúng rồi, nhân vật được dùng nhiều nhất. Nhân vật mà hầu như các em là cũng có hết. Tất cả mọi người đều có. Chuẩn bị nè, nhảy xuống đây nè. Chuyển cây, nhảy đi, chuyển cây. Nhảy. Ô, em lại tự nhảy hả? Ok, nhảy xuống, chuối đầu xuống, bấm nút chuối nữa. Chuối lại, xuống kho. Anh không biết, chị không biết cái nút chuối. Ôi dạ. Quay ngược lại em, quay ngược lại, quay màn hình ngược lại. Đúng rồi, quay lại, đúng rồi, hay lắm em. Ui. Rồi, ok, đúng rồi, hay quá, nhảy thẳng tới, đúng rồi, vị trí đó. Cái nút, anh có xem stream của chị không? Chỉ cho chị cái nút chuối là nút nào. Ê, đi đây nè, theo anh nè, sau lưng nè. Không cần đâu em, rồi dần dần thì cũng biết thôi mà. Gì? Bà là cao thủ ơi, có người kìa. Chơi là thủ à? Đồng phê đây. Ê, nó nhảy lên trên đầu mình luôn kìa, kỳ cục vậy. Chắc là chạy được ngay. Chắc là chạy được ngay. Ôi đông vậy. Đông lắm luôn ý. Ê, quá người. Má ơi, cho nhặt được khẩu súng này luôn. Giết hết bọn này đi. Có súng đánh gì rồi? Ơ, có súng rồi đây. Súng đánh gì không phải boss. Đi ra bắn nhau thôi các bạn ạ, hình như là clear hết miệng rồi. Làm gì có địch đầy á, tới đây nè, tới đây. Đâu. Tới đây. Mày thấy nhảy đông lắm. Qua đây, nhanh. Trời ơi, địch sau lưng, cứu, home, cover, địch. Rồi, ok, anh cover rồi. Bơm máu này, nhanh. Đằng kia kìa. Máu đây nè. Rồi. Trước hay đằng bơm máu đi. Cover rồi. Ủa sao, bọn này bắn nhanh thế nhở? Ngáo vãi trưởng ngáo. Bơm thêm bình nữa. Rồi, xuống đây. Đi theo, nhanh, tốc độ. Địch. Sao cái tổ chịu quá. Bên đây trái. Ok, đi, theo đây. Nhanh. Tốc độ. Nhanh lên, địch nó bắn rồi, dí sau lưng kìa, nhanh lên, chạy. Ok, cái gì đây? Nhanh. Chạy đi, xuống đây. Trời ơi, khổ quá, xuống đây. Nhanh lên. Ủa, cái đó là con nó không bớt, con người anh. Hả? Ơ, thấy nó đang bắn kìa. Kệ nó. Hai đứa luôn. Rồi qua đây lút đồ nè, đây nè, súng đây nè. Cái chỗ này nè. Đó. Súng bên này nè, đây nè, súng nè. Toàn là đồ chơi. Súng lục mà. Đừng có đứng ở đó trên bắn xuống kìa. Qua trời vậy. Bao lô ba. Ui. Anh lấy rồi. Đông mà. Sao đông vậy? Qua đây, nhanh lên. Qua đây. Hết máu rồi. Chị em cho máu này, em cho chị máu nè. Đó. Mà ôi, cảm giác thật là sợ hãi. Ủa sao boss bắn hay vậy? Trời ơi, boss đâu mà boss, tập bọn đá chim đó. Người không á. Giáp 2 gì đó rồi, giáp 2 nè. Rồi, lên xe nè, chuẩn bị lên xe nè. Giáp 2 gì đó ơi. Chị ơi, giáp này bên này nè. Bên này giáp 2 nè chị. Cái đồ con hoa này đang có người. Em nè.
Rồi, mọi người lên xe nè. Mọi người lên xe, mọi người lên xe. Rồi, Mùi lên xe, Mùi lên xe, Mùi. Lên xe, lên xe, lên xe. Dừng lại, hi, lên xe đi. Rồi, lên xe hôm. Rom, đây xe, lên. Rồi, bấm nút lên. Rom đâu rồi, lên xe. Bấm nút lên đi em. Nút lên không thấy đâu luôn á. Em phải đứng gần xe. Kích chuột á, lấy chuột, dùng chuột kích vào được mà chị. Dùng chuột kích vào. Vâng, phải dùng chuột kích vào, mẹ yếp lên rồi nè. Lên đâu? Rồi, kích vào. Rồi, ok nha. Cái trò này chơi thật là khó. Không, yên tâm đi. Chị có máu đây kìa chị. Chúng mày trôi nè, đi, let's go. Chị ơi, bơm máu đi kìa. À, biết chạy rồi. Cái gì? Không, chạy lộn. Lên đây nè, lên đây nè. Qua đây. Qua xe này. Đây, trong xe á, em trong xe chứ đâu. Qua xe này nè, để hai người kia đi xe kia đi. Đi em. Lên em. Lên. Ok. Rồi, hai người kia. Bơm máu đi kìa. Ok, đang bơm đây. Ô, ngồi trên xe bơm được hả em? Trời được. Dạ được. Ê, tông xuống giùm cái coi. Lùi lại, tông xuống thêm cái nữa. Kẹt xe rồi, đậu xanh đó. Tông xuống. Yeah! Ôi, đi không xuống rồi. Còn miếng nữa, còn miếng nữa, tông đi, tông thêm phát nữa. Rồi, gần xuống rồi, tông thêm phát nữa là xuống. Đậu xanh đó. Ở trong đây kẹt xe là không có đi được. Ok. Đi má. Rồi sao? Đến lượt em kẹt. Rồi sao? Ok, được rồi. Rồi, em kẹt rồi. Ok, đợi xíu, ngồi im nha. Rồi, xuống được rồi kìa. Đi. Lấy xe đi, đi lấy thính. Thế sao anh bảo cái đấy không phải thính, xong bây giờ ấy, bảo là thính. Làm gì cái... Không, cái thính là cái khác, còn cái đó là cái hòm của thằng Zombay. Rồi làm sao lên trượt trên đấy đây? Bây giờ anh đang đi nè, đang cố gắng đi nè, em thấy hả? Rồi chị bé, chúng phải nhả xuống đại. Rồi, đợi xíu. Chơi PC khó mà mọi người, chứ khó lắm luôn. Khó đâu, PC người ta chơi đầy ấy, gì đâu. Người ta chơi đầy nhưng mà em không chơi bao giờ. Chị nhớ chơi quen là thành bà rồ á chị. Chơi quen là thành bà rồ á. Mong là có ngày quen thế em ạ. Một ngày đẹp trời là chị sẽ đá chim bắn hết một số người. Trời má, trời lái xe kìa má. Ui sao người ta thế đó, em cảm thấy em. Ủa mà anh đâu rồi? Anh đi vô trong rồi, vô bo rồi. Đi vô bo em. Đi mọi người vô bo hết rồi. Cái lạ quá vậy ta. Anh thả chị ở đâu rồi? Anh thả chị ở chỗ nào rồi? Tụi má không thể tên được, thể tí người khác lái nhá, không đi về hôm này nữa đâu. Mùi gian dối không lên được. Rồi. Ngay cái chỗ lúc nãy, Để em xuống dẫn cho, để em xuống dẫn. Trời ơi, tao nhìn thấy cái mông tôi. Đừng đi với ai. Không lên được không mấy ông mà. Trời sao nó cứ đi xuống vậy ta. Chị phải bấm nút nhảy, chị vừa bấm nút này nhảy. Ồ vậy hả? Nhanh lúc nhảy này vậy. Nhanh ạ. Rồi ok. Phải bấm nút nhảy. Má, cách sao mà hết à. Cái gì? Anh chạy là xe lỗi thôi mà. Bị lỗi của đình mệnh. Lỗi xin xe. Nếu hồi sau mình quay qua, mình quay nhìn lại. Nếu thấy không thấy đâu nữa rồi. Cuộc sống tại một màu gian dối các bạn hiểu không? Còn cái đó là lỗi em, lỗi của định mệnh đó. Lỗi lầm cây lá gió đó. Lan quê vãi trưởng. Lên cổng chơi đi, ngon lắm. Cổng chơi có nhiều đồ chơi nè. Lên đi mọi người. Cổng chơi có cái gì mà? Có nhiều đồ chơi. Toàn đồ chơi người lớn không à. Xích to hả? Cái gì? Nói gì vậy? Hả?
Má thằng đồ chơi người lớn còn gì? Làm gì có? Không có cái vụ đó đâu, trong đây không có mấy cái đó đâu. Hả? Rồi mơ chỉ cho bà cái đồ chơi người lớn đi. Là gì anh? Là gì á? Mấy đồ chơi người lớn á, đồ chơi người lớn là cái mà để mà tròn tròn á, để mà mình xem được mấy cái tròn tròn á. Hả? Hả? Mấy cái máy đồ chơi người lớn á. Đầy map. Cho em ạ. Là cái gì? Không biết thôi. Đúng là kinh khủng khi mà mới tập chơi. Ủa anh tròn là gì vậy? Trời không biết đồ chơi người lớn luôn. Trời được. Không biết. Tôi không biết tôi mới hỏi anh đó. Yếu. Quá yếu. Thì nữa mà. Không hay đi nặng. Ủa sao không thấy? Sao không thấy con boss nào nhỉ? Chị ơi, chị hết máu rồi hả? Không, chị còn á. Mà sao chị không bơm? Bà có biết bơm đâu, bà bơm một mình mà. Nói đi vô bo đi, đi theo tôi làm chi vậy? Không biết. Đi vô bo đi. Nè, nè đi theo Rome nè, đi theo Rome nè. Ok bạn ơi. Có một số người mình không nên đi theo, các bạn hiểu không? Cái gì? Đến theo nè, coi nè, đi theo thằng Ròm nè, tí nữa chết nè. Chết tức tưởi không biết lúc nào. Đi theo một số người mới chết tức tưởi. Nè, coi nè. Chờ xem. Chớ mắt ra là sao đi? Sáng mắt ra. Đi theo thằng Ròm là nó nhuộm vàng cái súng đó. Hả? Họ máu chị bé. Kiếm đồ chơi. Cái hộp cứu thương này có phải dùng nhiều hộp liền lúc ấy. Có chịu đây. Bên này nè chị ơi. Bên này. Đây là đi nè. Bên này có người này. Qua đây bắn đó chị. Người hả? Có người hả? Có người. Bên đó có người. Cái đây người. Không phải bot. Bên đây. Qua đây. Tốc độ. Người đây. Không phải bot anh ơi. Người đây. Lên Hi. Lên em. Lên Hi. Lên đi em. Ủa không nhìn thấy người để bắn luôn á. Chạy thẳng tới, đúng rồi, chạy thẳng tới, đúng rồi. Lên. Mùi bị bắn kìa. Lê ra. Bot. Bot hả? Rồi đi vô bo. Đi vô bo thôi, bà không biết chạy bo bây giờ. Đi em ơi. Đi Hi. Đang nhặt đồ. Đi vô bo. Đi chị ơi, vô bo chị ơi. Chết bây giờ. Chạy nhanh lên. Bỏ cái súng đi. Lấy dao ra mà chạy. Nhắn vào kênh số 1, số 2, số 3, số 4 á. Chị coi chỗ nào mà số 2, số 3. Nó có cái tay hoặc là cái đó tay. Đó đúng rồi. Chạy. Ủa sao tôi chạy chậm hơn mọi người vậy ta? Nhanh lên, tại vì anh là thỏ em thấy hả? Má chắc là do kiểu tôi mặc giáp ba nên là Nhanh lên. Nó nặng hơn á chị. Không, tại vì do em có cởi hết quần áo ra. Không, do là em có hai quả tạ nên nó nặng. Nhân vật nữ nó nặng hơn nhân vật nam mà. Bãi cả trường. Chạy được rồi các bạn. Rồi đứng đó đi, bơm máu đi. Bơm máu đi em. Chạy luôn được. Thôi đứng đó bơm máu đi. Rồi bơm lên, bình nếp vào một bình nếp bông bình này. Đúng rồi, bơm lên. Máu này. Bơm lên, đúng rồi, bơm. Ủa cái gì vậy ta? Gì? Rồi lên đồi này. Đây một bình đấy. Em có bao nhiêu mạng rồi Hi? 5 mạng ạ. Trời ơi. Không mạng ạ. Gì? Nãy em với không mạng nào. Còn 5 người. Còn 5 người thì 5 mạng. Ủa thì okay. chỉ lên đồi nhanh phết nhờ. Thôi, cao thủ á. Chân chị dài em ơi, hiểu không? Con người nó không có nhan sắc nhưng mà nó có cái dáng em ạ, chân dài.
Rồi chạy thẳng xuống, chạy thẳng xuống luôn. Chạy nhanh á, chạy nhanh á, chạy thẳng xuống. Đây nè. Má, chạy xuống là gì má? Đây xuống đây, địch dưới, địch dưới. Để bên này, để bên rồi. Chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống. Chạy xuống. Chạy theo Rom kìa. Đây đây, để cho Rom này, để cho Rom này. Ở trước mặt kìa. Thấy không? Bắn. Đây nè, trước mặt cái cây này, bắn đi, bắn đi. Bắn đi, Huy, bắn đi Huy, bắn đi. Bắn đúng rồi, bắn đi, bắn đi. Bắn bắn nữa. Hay. Hay vãi nuôi. Hay top 1. Hay. Nó sót luôn kìa. Ủa sao hay. Chị ta bắn hay sót không à? Ừ. Còn bắn hay không? Ủa. Ủa sao tôi chết được người mà sao tôi kinh chưa? Số 1 lên ta. Auto top 1 là đây. Ủa chị chơi trên ND player đó em. Cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.